ảnh hưởng bởi cơn bão số 9, nước sông Bồ Câu dâng cao, cuốn trôi mất cây cầu treo bắc qua sông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Được biết, bắc ngang con sông vẫn có cây cầu bê tông, nhưng khoảng cách vẫn rất xa, nên người dân đã góp tiền mua dây cáp, rồng rọc, làm cáp treo đu qua sông tại nhiều điểm. Được biết, tính riêng xã Đắk Nông có đến 3 điểm người dân đặt cáp treo để làm phương tiện sang bên kia sông. Dù biết vô cùng nguy hiểm, nhưng người dân bất đắc dĩ vẫn phải sử dụng. Theo lời anh Na Thế, thôn Tà Bon, xã Đắk Nông cho biết, gia đình anh trồng mì ở bên kia sông. Từ khi cầu bị cuốn trôi, anh cùng nhiều hộ gia đình khác góp tiền mua sợi dây cáp dài 200m làm dây đu qua sông, còn rồng rọc mỗi gia đình tự sắm riêng. Ngoài ra, việc cầu treo bị cuốn trôi cũng ảnh hưởng đến việc đến trường của các em học sinh. Anh Nguyễn Văn Đại, 32 tuổi, trú xã Đắk An, mỗi ngày đều phải đu qua sông để đưa con tới trường học cho gần, vì từ nhà anh đi ra cầu bê tông phải mất hơn 20 km. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi mới đây xác nhận, cơn bão số 9 vừa qua đã làm hư hỏng tất cả 6 cây cầu treo dân sinh. Vì đang vào mùa thu hoạch nông sản, nên người dân buộc phải tìm cách vận chuyển hàng qua sông để còn kịp tiêu thụ. Hiện tại, lãnh đạo địa phương đề xuất lên Ủy ban Nhân dân tỉnh xin nguồn vốn xây dựng lại cầu treo, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tránh tình trạng đu dây xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.